Pháp Anh xin chào tất cả bà con nha. Thì bên mình đang thành lập một cái nhóm cung cấp oxy miễn phí tại các quận trong Sài Gòn. Thì bên mình có những cái oxy mà loại bình nhỏ và cấp cứu sơ cứu tạm thời rất là nhanh. Và anh em nào, bà con nào mà ví dụ như vô tình xem được cái video này, hãy chia sẻ ha, để cho những cái người mà cần oxy nhất ở trong Sài Gòn này, trước khi bác sĩ tới hoặc là trước khi bệnh viện tới thì mình sơ cứu sơ đi cho tạm thời đi ha. Và cái oxy của bên mình là đặc biệt cái là miễn phí 100% ha. Người giàu cũng như người nghèo bằng nhau hết nha. Mình sẽ cấp miễn phí toàn bộ 100% luôn, và anh em chỉ cần sau này chỉ cần trả cho bên mình cái vỏ thôi được rồi. Và anh em nào mà đang xem được cái livestream này thì hoặc là cái video này thì hãy chia sẻ cho mọi người được biết, để cho biết đâu có ai đó sẽ cần ha. Số điện thoại của bên mình thì rất là nhiều số, trong cái nhóm mình thì anh em số của mình thì 0775522 và thêm một cái số là 0777559999. Đó là hai cái số này là hai cái số riêng của mình, và anh em cứ liên hệ trực tiếp cho mình thì mình cũng điều phối cũng được, hoặc là bên dưới comment bên dưới nó sẽ có số điện thoại của trực tiếp trưởng nhóm luôn, và có thể là sẽ có thi là sẽ cấp thuốc, anh em có thể chữa tại nhà rất là ok luôn nha. Anh em nào mà đang xem được thì cứ liên hệ cho mình, oxy miễn phí nha anh em.